Thưa quý vị, kỳ họp Quốc hội lần thứ 2 khóa 15 vừa kết thúc đợt 1 theo hình thức trực tuyến. Cũng như cử tri cả nước, cử tri thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chương trình nghị sự, đánh giá nội dung qua các phiên thảo luận. Nhiều ý kiến cho rằng những vấn đề nóng, cấp bách cũng như chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế đã được đề cập. Những góp ý thẳng thắn đáp ứng được nguyện vọng của cử tri trong việc giải quyết những tồn tại hạn chế ở nhiều lĩnh vực. Theo dõi từ buổi đầu khai mạc ngày 20 tháng 10, đợt 1 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, cử tri Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, dù là họp theo hình thức trực tuyến, nhưng đại biểu đã làm việc hết sức có trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhất là các đại biểu tham gia nhiều ý kiến thiết thực, sát sườn như giải quyết an sinh xã hội, bàn những giải pháp định hướng khôi phục kinh tế trong tình hình mới. Quốc hội và chính phủ phải có một cái chương trình là thiết thực và thực sự hiệu quả, và thực sự là có ích cho cộng đồng doanh nghiệp, chứ không phải chỉ ban hành chính sách cho có, mà là nó chính sách này nó phải thực sự là có tác dụng, có tác động đến sự hồi phục cho cộng đồng doanh nghiệp, nó giúp cho cộng đồng doanh nghiệp hồi phục sinh lực và phát triển trong những năm đấy. Quy hoạch đất đai luôn là chủ đề nóng, không chỉ ở những địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng như thành phố Đà Nẵng. Những tồn tại hạn chế trong quy hoạch quản lý quy hoạch trong những năm qua là rất rõ ràng. Việc phá vỡ quy hoạch đã làm cho quá trình phát triển bộc lộ nhiều điểm yếu. Vì vậy, cần xác định tầm nhìn dài hạn trong sử dụng tài nguyên đất. Quy hoạch mà có cái tầm nhìn, quy hoạch có định hướng là sau này là chúng ta thêm cái công nghệ, cái thời đại 4.0 ta đưa vào số hóa, chúng ta để quản lý dễ dàng. Cái này là Quốc hội đưa ra là rất đúng trong cái thời điểm này, rất là nóng bỏng. Và nhờ vậy là chúng ta có một cái quản lý rõ ràng, minh bạch hơn. Đợt 2 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 8 tháng 11 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội để thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, đầu tư công và công tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19. Quốc hội cũng sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bằng niềm tin, cử tri Đà Nẵng, cử tri cả nước đang kỳ vọng về một kỳ họp với những đổi mới, quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình hiện nay.